Tập 56. Còn bao nhiêu lương thực? Cởi bẩm Dương Phi, cả chặng đường vừa đánh vừa lùi, lương thảo lấy ra từ đô thành chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn 5 xe lương thực này thôi, chỉ đủ các huynh đệ ăn 3 ngày. Dỡ hết các xe, mỗi người chỉ giữ 1 tấn lương thực, lương thực còn lại đều tích hết vào đầu khe sơn cốc kia. Quân Bạch Lang đuổi theo chúng ta cả chặng, tính đến giờ thì cũng sắp tới rồi. Đợi chúng đến, ngươi trực tiếp đốt lương thực. Đốt lương thực sao? Dương Phi, Dương Phi à, đây là phải đốt lương thực đó. Hơn nữa, không chỉ phải đốt lương thực mà phải dỡ cả doanh trại, quần áo, vật dụng, vũ khí đều phải đốt hết. Còn cả thi thể của các chiến hữu nữa. Dương Phi, rốt cuộc cô có ý gì đây? Đốt đồ, quân Bạch Lang đuổi đến sẽ nghi ngờ trong doanh trại đang rối loạn, sẽ phái người đi thăm dò một phen. Vậy thì có thể trì hoãn ít thời gian, đối với chúng ta sẽ có thêm một chút cơ hội nữa. Đi làm đi. Mặc nhiên nhận lệnh. Dương huynh, Bắc Tiệp ta thực hiện rồi, thực hiện lời hẹn rồi. Ta đợi để 2 năm. Đừng nói nữa, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây, thiên hạ nhất định sẽ thái bình trở lại. Ta sẽ đưa huynh trở về Dương cung một cách bình an. Đó là nơi khi nhỏ chúng ta cùng lớn lên. Không về được nữa. Không về được nữa rồi. Bắc Tiệp, ta muốn gặp Bạch cô nương một lần. Không lạnh sao? Lúc nãy ở ngoài lều, ta đã nghe chàng gọi Dương huynh. Xính Đình, Bạch Lang xâm lược, Hà Hiệp như sói như hổ, vó sắt nhuốm máu. Nhưng bây giờ bệ hạ lại bệnh nặng, Đại Tấn thiếu một người có thể phất cờ trở lại rồi.
Nhưng Bắc Tiệp à, nếu trọng trách này rơi vào phải người chàng thì chúng ta... Sính Đình, Dương huynh muốn gặp nàng. Đừng sợ mà. Dương Phi, Dương Phi, Dương Phi, Dương gia, Dương gia, Dương Phi, Dương gia. Tham kiến bệ hạ. Mau đứng dậy đi. Các người lui ra hết đi. Bổn vương có lời muốn nói với Trấn Bắc Dương và Dương Phi. Dân. Bạch Sính Đình, những năm qua cô ở bên cạnh Trấn Bắc Dương đã vất vả rồi. Bệ hạ, cô là cầm tiên của Đại Tấn, hiện giờ lãnh thổ Đại Tấn đã mất dưới tay của bổn vương. Mọi người mong chạy để giữ mạng còn không kịp nữa là chỉ sợ chẳng còn mấy ai nhớ cô là cầm tiên. Bệ hạ, Sính Đình không quan tâm những hư danh này. Còn về lãnh thổ Đại Tấn, bệ hạ mới là linh hồn của Đại Tấn. Ngày nào bệ hạ còn thì lãnh thổ Đại Tấn mãi mãi sẽ ở đây thôi. Ngày nào bệ hạ còn thì Đại Tấn chưa được xem là diệt vong. Hay bệ hạ, Bạch cô nương, Đại Tấn có lỗi với cô, bổn vương cũng có lỗi với cô. Bây giờ Đại Tấn đang lâm nguy, người duy nhất có dòng máu hoàng thất chỉ còn Sở Bắc Tiệp mà thôi. Không chỉ huyết mạch trên người của đệ ấy mà vinh quang trên người của đệ ấy. Trên dưới Đại Tấn không tìm được người anh hùng nào khác mà đứng trên cao hô quang, là có hàng vạn người đáp lời như đệ ấy. Anh hùng như vậy bao năm mới có một người. Bạch cô nương, coi như là bổn vương cầu xin cô hãy giúp cho đệ ấy và giúp cho Đại Tấn của ta.
Truyền ý chỉ đi. Bệ hạ ra ý chỉ. Từ khi thượng vị tới nay, phẩm hạnh của cô còn thiếu sót, khiến trời cao trách phạt. Quân Bạch Lang xâm lược, làm mất lãnh thổ, khiến dân chúng chịu nhục. Cô có tội rất lớn. Trấn Bắc Dương Sở Bắc Tiệp có cả phẩm hạnh và đạo nghĩa, công lao to lớn, lưu danh ngàn đời, nhân phẩm đáng quý. Trên thì thuận với thiên mệnh, dưới thì thuận với lòng người, chắc chắn có thể kế thừa ngôi vương. Đăng cơ sau cô, thượng vị chức tấn vương. Thần Sở Bắc Tiệp tiếp chỉ. Chúc mừng tân vương. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Bệ hạ, 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 bệ hạ. Chúng ta cuối cùng cũng đi tới bước này sao? Người đâu? Công chúa điện hạ. Truyền ý chỉ của ta. Hôm nay là sinh thần của bổn cung. Bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn cho chu đáo. Truyền phò mã tới đây để cùng trải qua ngày lành với bổn cung. Dân.
Tiêu gia, công chúa phái người đến bảo mời ngày chiều nay đi dự yến tiệc. Việc gì đến thì cũng phải đến thôi. Lúc này công chúa mời ta ăn yến tiệc, rõ ràng là chê ta sống quá lâu. Công chúa sao lại độc ác như vậy chứ? Thiếu gia, hay là chúng ta tìm cớ để không phải đi? Không đi? Người nghĩ người nói không đi là không đi được hay sao? Trên dưới trong triều bao nhiêu con mắt như thế nhìn chằm chằm vào ta. Họ bây giờ đều mong ta sẽ phạm lỗi nhỏ, rồi họ sẽ phóng đại lên gấp vạn lần, tàn nhẫn đạp ta xuống từ vị trí nhiếp chính vương. Sao mà ta có thể để cho họ nắm thớp ta được? Đồng chứ, quyết định chuyện gì thì cũng phải dự đoán kết quả trước, nhất là những nơi nuốt người không giả xương như triều đình đây. Cho nên là lần này ta nhất định phải đi. Dương gia, thăm dò rõ chưa? Đã thăm dò rõ rồi. Công chúa mở tiệc ở đại điện, xung quanh không hề có mai phục. Bên trong và ngoài Dương cung có gì khác thường hay không? Trừ cấm vệ quân vẫn tuần tra hàng ngày thì không tăng thêm số lượng người gì hết. Biết rồi. Nhiếp chính vương, có câu này mặt tướng không biết nên nói hay không? Mặt tướng cho rằng hôm nay là cơ hội nghìn năm có một, không có đề phòng, không có bẫy. Hơn nữa quần thần không biết công chúa mở tiệc và mời nhiếp chính vương, lúc này mà động thủ thì chắc là không xảy ra sơ sót đâu. Cô ấy là thê tử của ta, trong bụng cô ấy còn có con của ta. Chỉ cần đứa bé được sinh ra thì nó sẽ là Bạch Lang Dương danh chính ngôn thuận. Nhiếp chính vương, quyền lực của ngài sớm muộn gì cũng sẽ bị mất thôi. Hôm nay là sinh thần của cô ấy, ta không muốn nghe thấy lời này nữa. Dương gia, Dương gia, không diệt trừ công chúa, giúp chính vương sẽ mãi mãi bị giẫm đạp bên dưới. Thiên hạ này cũng sẽ là thiên hạ của công chúa. Công chúa là chướng ngại cuối cùng trên con đường đại việt của giúp chính vương. Chỉ cần công chúa biến mất thì giúp chính vương mới có quyền thống nhất thiên hạ được mà không phải lo nghĩ gì. Giúp chính vương, nếu hôm nay không ra tay, chỉ sợ chỉ cần cô ấy không giết ta thì ta tuyệt đối không động tới cô ấy. Nhiếp chính vương, hồng môn yến lần trước công chúa đã ra tay rồi. Nhiếp chính vương, lời tiểu nhân nói đều là suy nghĩ cho nhiếp chính vương hết. Xin vương gia nghĩ kỹ lại đi.
biết chàng bận cho nên ta còn nghĩ chàng không tới. Hôm nay là sinh thần của nàng, ta phải đến chứ. Phò mã, mau ngồi xuống đi. Diệu Thiên, Hà Hiệp chúc công chúa vạn thọ vô cương, mãi mãi xuân xanh. Tạ ơn phò mã. Sao vậy? Chỉ là ta thấy cảnh như thế này hình như đã từng gặp ở đâu, nhưng lại vô cùng xa lạ. Đã rất lâu không như thế này rồi. Bốn cung và phò mã đã rất lâu không ngồi với nhau cùng uống rượu dùng bữa như vậy. Những ngày tháng qua nàng có khỏe hay không? Nhờ phúc của phu quân, ở trong cung điện này không có ai làm phiền ta hết. Đến cả việc có mấy con côn trùng bay vào mà cũng có thể đếm được rõ ràng, nhưng lại thanh tịnh đấy. À đúng rồi, ta chuẩn bị quà sinh thần cho nàng đi. Mở ra xem đi. Đây là lúc chúng ta đại hôn, ta từng hứa sẽ có một ngày ta tận tay đội cho nàng mũ hậu của thiên hạ. Hôm nay khắp thiên hạ không ai dám ngăn cản gió ngựa của Bạch Lang ta. Ước nguyện này rất nhanh sẽ được thực hiện thôi. Hình vẽ mũ phượng do chính tay ta vẽ đã lệnh cho thợ thủ công tìm bảo vật quý trong thiên hạ rồi. Nhìn xem, rất tinh tế, ta rất thích. Đa tạ phò mã. Ta hứa với nàng thì nhất định sẽ thực hiện. Lúc ta còn nhỏ, phụ dương đã chôn một giò rượu ngon dưới gốc cây trong cung điện của ta. Ông ấy nói phải đợi đến ngày đại hôn của ta mới uống được. Nhưng mà không ngờ phụ dương không đợi được tới ngày đó mà đã xuôi tay mất rồi. Ngày đại hôn của bổn cung và phu quân chỉ lo vui vẻ mà quên mất giò rượu này. Hôm nay là sinh thần của ta, ta đã cố tình lệnh cho người đào giò rượu này ra, muốn uống cùng với phò mã để xóa bỏ sự nuối tiếc của giò rượu này. Được thôi, vậy phải uống thử thật thôi. Lúc Diệu Thiên gặp được phò mã cũng là mùa này. Phò mã như thiên thần giáng lâm, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của ta. Lúc đó Diệu Thiên nghĩ là nếu Diệu Thiên mà gả thì nhất định phải tìm một người như phò mã vậy. Không ngờ ước mơ của Diệu Thiên lại thành sự thật rồi. Phu quân, xin mời. Công chúa, ly rượu này ta xin mời công chúa.
Phu quân, tên của con chúng ta chàng đã nghĩ xong chưa? Cứ gọi nó là Vô Ưu đi. Hy vọng cả đời này của nó có thể vô lo vô nghĩ. Vô Ưu, đúng là tên hay. Cảm tạ phu quân. Phu quân, giang sơn bạch lan ta giao cả cho chàng đấy. Chàng không có ta sẽ tự do hơn. Đây nguyện ước lớn lao của chàng, bổn cung hy vọng đều sẽ được thực hiện. Phò mã, Bạch Lan đã không chứa chấp chàng được nữa. Là công chúa Dương Triều, ta nhất định phải hạ độc. Nhưng là thê tử, ta nào nhẫn tâm để trượng phu của mình uống ly rượu độc này chứ. Vẫn may, với hiểu biết của ta về chàng thì ta biết rượu ta đưa cho chàng, chàng nhất định sẽ không uống. Ta đoán đúng rồi. Những ngày tháng ta sống, chuyện đẹp đẽ nhất trên đời là tối hôm đó ta ở trong doanh trại, ta gặp được chàng. Diệu Thiên, Diệu Thiên, Diệu Thiên, Diệu Thiên, Diệu Thiên, Diệu Thiên à, Diệu Thiên, Diệu Thiên, Diệu Thiên, ta đã làm hết những gì ta có thể làm cho chàng rồi. Thuốc giải ở đâu? Thuốc giải ở đâu chứ? Thuốc giải ở đâu? Ở trên bàn trang điểm của ta đó. Còn nửa canh giờ nữa.
Diệu Thiên. Diệu Thiên. Diệu Thiên. Diệu Thiên. Diệu Thiên à. Diệu Thiên. Diệu Thiên. Diệu Thiên. Thuốc giải. Thuốc giải. Phò mã. Không cần nữa đâu. Chỉ cần đứa bé này ra đời thì nó sẽ là Bạch Lan Dương, danh chính ngôn thuận, Diệp Chính Dương. Quyền lực của ngài sớm muộn cũng sẽ bị đoạt mất. Không diệt trừ công chúa, Diệp Chính Dương sẽ mãi mãi bị giẫm đạp ở phía dưới. Ta đã quyết định thay cho chàng rồi. Từ khoảnh khắc khi ta gả cho chàng, ta chưa từng hối hận. Hôm nay ta cũng như vậy, không hối hận. Từ khoảnh khắc biết chàng, ta đã nhìn thấy diễn xuất của chàng trong ánh mắt của chàng rồi. Nhưng mà ta đã hết thuốc chữa rồi. Ta rất yêu chàng. Ta bằng lòng dùng tính mạng của mình để thành toàn cho ước mơ của chàng. Ta tin là chàng sẽ không hủy hoại cả Bạch Lan của ta đâu. Ta chỉ là ta sợ, sợ rằng không còn được gặp chàng nữa. Nhưng mà ta biết là ở trong giấc mơ của ta, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ở trong giấc mơ của ta không có thiên hạ, chỉ có ta và chàng. Diệu Thiên. Diệu Thiên. Diệu Thiên. Sau khi bổn cung chết, dù là lúc nào, không được ai có quyền đoạt mệnh của phò mã. Gặp phò mã thì như gặp bổn cung. Trên dưới Bạch Lan phải nghe theo mà làm. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Quỳnh ấy luôn như huynh, như cha, chăm sóc cho ta. Lúc đó không ai biết ta là đệ đệ của Quỳnh ấy.
Nhưng mà ta đã sớm coi huynh ấy là ca ca ruột của mình. Huynh ấy luôn bảo vệ cho ta, còn ta lại không bảo vệ cho huynh ấy lúc huynh ấy cần ta nhất. Chàng đã cố hết sức rồi. Sau này chàng định thế nào đây? Xính Đình, ta thật sự không muốn thấy người thân cận nhất bên cạnh của ta rời xa ta nữa. Bây giờ ta chỉ còn nàng thôi. Nhưng ta biết với nàng mọi thứ đều quá đỗi bất công. Ước mong cả đời của nàng là cùng trượng phu và con của mình quy ẩn, từ đây không còn quan tâm thế sự. Nhưng mà vận mệnh trêu ngươi, nếu lúc này không nhận Dương Dị thì ai sẽ đi chống lại Hà Hiệp đây? Ai sẽ chấn hưng lại đại tấn của ta chứ? Cơ nghiệp trăm năm, ta thật sự không thể nào dương mắt nhìn Dương Triệu đại tấn ta lụi bại. Còn dân đại tấn ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng mà không thể làm được gì. Rốt cuộc ta nên làm thế nào đây? Ta hiểu mà. Ta hiểu hết những điều chàng nói. Đây mới là chàng mà ta yêu. Một đại anh hùng trong lòng, thực sự có thiên hạ và có đại nghĩa. So với chàng thì những thứ tình cảm nhỏ nhoi của ta kia đúng là ích kỷ quá, đúng là làm ta thấy xấu hổ mà. Thật ra ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần non nước ở trong lòng thì nơi đâu cũng là quê giường. Xính Đình, hãy nghe ta nói. Bắt Tiệp, từ nay về sau mà Xính Đình ta sẽ không nhắc đến chuyện quy ẩn nữa, sẽ lại càng không rời xa chàng nữa. Chàng thắng, ta cùng chàng quân lâm thiên hạ. Chàng thua, ta cùng chàng đợi ngày trở lại. Xính Đình, trước khi quân Bạch Lang chưa đánh tới đây, an táng cho bệ hạ cho tốt đi. Chúng ta chỉ có một tấn lương thực thôi, chỗ còn lại sẽ bị đốt hết để đánh lừa quân Bạch Lang. Quân lương tiếp ứng chúng ta sẽ kịp tới vào lúc trời tối. Chúng ta phải nhanh chóng gặp họ. Dương huynh, hành quân đường dài bất tiện, chỉ có thể để huynh ở đây thôi. Thuận theo dòng nước chính là lãnh thổ của đại tấn ta, chính là lãnh thổ mà cả đời này huynh bảo vệ. Như vậy thì lá rụng về cội, huynh có thể yên nghỉ được rồi.